Thì khi mà đóng cái phết này vào thì anh em để ý hai cái mạch của cái phết. Một mạch mạch này là mạch trong, mạch có lò xo, còn mạch không có lò xo là mạch số này là mạch ngoài. Thì mình cứ đưa cái mạch số này ra ngoài thôi, đóng nó vô, dùng một cái vạch gì đó, cái ống nhựa, ống nước gì đó, nó vừa lọt lòng cái mép ngoài của cái phết, đóng vô thôi. Anh em có thể mua những cái phớt này ở cái tiệm, ở cái hàng bán đồ xe ô tô ấy, chứ hàng xe máy nó cũng hiếm lắm, có chỗ qua có chỗ không. Nó còn khoảng hở ở đây đó, thì đóng cho nó vào là được. Tại làm sao tôi biết được là bánh răng này nằm ở trục nhỏ? Đơn giản lắm, hai cái đó, nó có một mạch có cái dấu số thôi, thì cái nhỏ nằm trục lớn, cái lớn nằm ở trục nhỏ. Thì để làm gì ấy, khi mà anh em gắn cái lớn vào trục lớn thì nó vẫn vào thôi, nhưng nó không có gài được cái phay ở đây, cái rãnh gài phay ở đây nó không có gài được ấy. Gắn vào thì vào á, nhưng mà không có gài được. Còn khi anh em gắn cái bánh răng nhỏ và trục lớn thì cái phe ở đây, và mình chỉ cần cho một cái lông đèn này vào thôi là đẹp. Lông đèn bảo vệ cho cái chấu số này nó không có ăn vào trong cái phe ấy, cái để biết được cái phe số này nó có xài được hay không á. Thì anh em nhìn đây nè, nó có một cái rãnh khuyết sáng sáng đây đấy, đấy là do cái rãnh số này nè, nó cạp đó, chạy nó xoay nó cạp thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc là độ rơ của nhông số. Đây, độ rơ của nhông số đây, nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc nhông số nó sụt sịch thế này. Thì mình sẽ thay bằng một cái phe mới. Rồi lên trên hội Min Việt Nam có hai hội đó Linh Trển, và em cần mua cái phe chặn số thế thôi. Rồi khi mà anh em gắn cái phe vô thì anh em kiểm tra coi nó có ôm sát cái trục không. Nếu mà nó vừa gắn mà nó không vào như thế này á là được rồi, chứ mà thả cái nó tụt lút là mệt lắm á. Rồi xong rồi dùng để một bên, để nghiêng nghiêng thế này cho nó bám bám một bên trước, rồi dùng cái tô vít này ra thôi. Rồi nếu anh em chưa biết được cái bánh răng nào nằm ở trục nào thì coi lại cái clip các bánh răng trong hộp số hoạt động như thế nào, ở trong đó tôi đã chia sẻ rất là kỹ rồi. Tiếp theo là cái trục to, cái trục dài á, thì mình đưa cái nhông nhỏ vào thôi, đưa vào là ngay ngay vị trí để gài phe luôn. Nhưng mà cái nhông nhỏ này thì nó sẽ có một cái lông đền ở đây để tránh cái việc mấy cái chân số này nó ăn vào cái phe, nó móc bung cái phe ra. Nó anh em để ý cái phe này nha, ấy cái lông đền này nha, chạy nhiều á thì cái chấu số nó sẽ bao cho cái rãnh sáng sáng này nè, nó mòn đi và nó sẽ bị lỏng. Nếu mà nó mòn thì thay thôi. Xong rồi mình sẽ gắn cái phe vô, rồi mình sẽ gắn nó xéo xéo như thế này, một bên xéo xéo, và dùng cái tay để chịu lại. Rồi sau đó dùng cái tủ vít để móc bên này vô thôi. Làm nó hơi trái tay nên nó cũng hơi khó chịu. Thôi chuyển qua tay phải làm.
Xong sau khi nó đã vào được cái trục số thì mình sẽ sử dụng một cái bánh răng mình đóng nó xuống. Cái này cũng vừa nè. Vô. Xong. Kiểm tra độ rơ. Ấy. Nó rơ rơ một chút xíu cũng chả sao, tại vì khi mà mình vào số thì nó sẽ đẩy nó vào như thế này, hai cái nhông nó sẽ đẩy vào nhau như thế này. Ở cái độ rơ này ở mức chấp nhận được chứ không phải là tốt. Rồi, cái nhông số nó mà anh em thấy cái phay không? Nó đã không ăn vào ở đấy. Tôi muốn cái phay này nó ôm sát hơn thì tôi sẽ phải tháo ra và làm lại thôi. À, nếu như cái phay này mà nó bị mòn một bên á thì anh em có thể trở về cái phe cho nó, cho cái bề chưa mòn nó hướng vào trong này để coi thử ra được không. Nếu mà được thì chơi thôi, mà không được thì coi như làm cho vui. Đây, trở bề cho cái bề mòn này nó hướng xuống dưới này. Đấy cũng được hết chứ, đồ rơ cũng đâu có nhiều hơn hồi nãy đâu. Xong hai chục số thấy cái nhân số vô thôi, nhân bên này nhét nó vô hộp số thôi. Nếu như cái lò xo móng số này á nó căng quá thì đây là hậu quả. Nó cạp mòn cái đĩa chia số luôn, mòn một miếng luôn, và nhìn cái đĩa chia số này nó rất là gớm ghiếc chứ không còn được đẹp đẽ gì nữa. Đó, thì cái này tôi chỉ thử thôi chứ cũng chưa chắc là sẽ được đâu. Thì tôi đã thay hai cái lò xo. Tôi đã mua hai cái lò xo bi đề ở trong xe đờ rem, xe quay đờ đó của Honda để nhét vào đây. Thì lò xo bi đề này nó rất là yếu, nhưng mà thử coi sao, nếu được thì anh em lại có cái để chế cháo gắn nó vô thôi. Còn cái gắn cái móng số này thì tôi đã chia sẻ chi tiết ở trong cái clip hộp số rồi, anh em vô coi. Đừng có hỏi ủa tại sao gắn như vậy, tại sao gắn như vậy, vô coi đi rồi sẽ biết.